Xin được kính chào quý khán thính giả. Minh Ngọc xin được gửi tới toàn thể quý khán thính giả lời chúc tốt đẹp nhất cho một tuần mới, năm mới đầy năng lượng, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc. Ekip thực hiện chương trình Bạn hỏi chuyên gia chúng tôi trả lời của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng xin được đón chào quý vị trở lại với chương trình nhân số đầu tiên, chương trình đầu tiên của năm mới Xuân Quý Mão 2023 về chủ đề bệnh gút, nguy cơ, triệu chứng và phương pháp điều trị. Kính thưa toàn thể quý khán thính giả, đây là một chủ đề mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi, những lời đề nghị gửi về qua fanpage của bệnh viện để giúp quý khán thính giả có thêm nhiều kiến thức về căn bệnh này. Chúng tôi đã kính mời quay trở lại với chương trình tiến sĩ bác sĩ nội trú Hoàng Văn Dũng, giám đốc chuyên môn hệ nội của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, tổng thư ký Hội Loãng xương Hà Nội, sẽ chia sẻ nội dung này tới toàn thể quý vị. Và chương trình của chúng tôi thì hiện đang được phát trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube của bệnh viện. Chúng tôi rất mong muốn quý khán thính giả đồng hành cùng chương trình bằng cách chúng ta sẽ bấm nút like và chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình để những thông tin ý nghĩa về bệnh lý mà tiến sĩ bác sĩ nội trú Hoàng Văn Dũng chia sẻ sẽ lan tỏa tới cộng đồng nhiều người biết hơn. Xin được cảm ơn toàn thể quý khán thính giả. Tham gia chương trình, quý khán thính giả có những câu hỏi, những nội dung băn khoăn, thắc mắc, xin hãy gửi về fanpage của bệnh viện qua tin nhắn. Chúng tôi sẽ tổng hợp cùng với những câu hỏi đã có trước đó để kính nhờ tiến sĩ bác sĩ nội trú Hoàng Văn Dũng chia sẻ, giải đáp, tư vấn cho toàn thể quý vị. Và quý vị nào có câu hỏi hay, kết hợp like, share, chương trình sẽ nhận được một phần quà ý nghĩa từ nhà tài trợ. Đồng hành cùng chúng tôi để thực hiện chương trình này, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Glasso, hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe Việt Nam. Quý vị thân mến, trước khi bước vào những nội dung chia sẻ chính thức của chương trình, chúng tôi xin được kính mời quý vị cùng theo dõi một video clip ngắn giới thiệu về hoạt động thăm khám và điều trị bệnh gút tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Xin được kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Nhiều năm trở lại đây, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Hùng thỉnh thoảng lại xuất hiện cơn đau ở khớp gối. Với mỗi lần đau như thế, ông lại tự mua thuốc về uống. Chỉ đến khi khớp gối quá đau và không đi lại được, người nhà mới đưa ông vào viện để khám. Sau một thời gian điều trị tích cực, các cơn đau đã thuyên giảm, ông đã bắt đầu đi lại được. Cũng qua đợt điều trị này, ông mới hiểu thế nào là bệnh gút và lối sống, thói quen ăn uống tác động đến sự phát triển của bệnh như thế nào. Hầu hết các bệnh nhân nhập viện đều ở trong tình trạng bệnh đã nặng vì do chẩn đoán muộn và lạm dụng thuốc giảm đau corticoid, dẫn tới phụ thuộc vào tác dụng phụ, trong khi bệnh vẫn chưa được khống chế và quản lý. Thậm chí, có những bệnh nhân do chẩn đoán muộn dẫn tới biến dạng khớp có hạt tô phi. Vì thế, bệnh nhân bị mất cơ hội điều trị sớm nên dẫn đến khả năng phục hồi khó khăn hơn. Hiện nay, bệnh gút không còn là vấn đề của riêng đối tượng trung niên, mà rất nhiều trường hợp ghi nhận người bệnh ở tuổi 40 hay thậm chí là 30 tuổi. Gút là bệnh lý xảy ra do rối loạn chuyển hóa purin. Biểu hiện bệnh gút ban đầu là tình trạng viêm khớp cấp tính, dần chuyển sang mạn tính. Người bệnh sẽ nhận thấy tình trạng các khớp bất kỳ sưng đỏ, nóng và đau nhức dữ dội, gây khó khăn cho vận động. Theo các bác sĩ, bệnh gút có hai dạng chính là gút tiên phát và gút thứ phát. Trong đó, gút tiên phát xuất phát không rõ nguyên nhân và phần lớn là do di truyền. Gút thứ phát có tỷ lệ phát bệnh cao hơn sau quá trình điều trị suy thận hoặc người bệnh có các vấn đề về thận và không thể đào thải được axit uric trong máu. Gút tiên phát có khả năng xảy ra cao hơn với độ tuổi 40 và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Nếu gia đình người bệnh có tiền sử bị bệnh gút thì khả năng di truyền chiếm tỷ lệ 50%. Phần lớn những người mắc bệnh gút đều có tâm lý chủ quan, mặc dù phát hiện các triệu chứng sớm, nhưng việc lần nữa không điều trị tận gốc, chỉ dùng thuốc giảm đau hoặc không tuân thủ phác đồ điều trị, vô tình khiến cho bệnh phát triển thành mạn tính và có nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh gút thường có những biểu hiện rất đặc trưng, vì thế người bệnh chỉ cần quan tâm và để ý các dấu hiệu như cơn đau gút lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc tái lại liên tục trong tháng hoặc vài lần trong năm.
mức độ đau ngày càng nặng và kéo dài hơn so với trước. Sau một thời gian, chính các tác nhân gây xương đau sẽ gây ra những tổn thương vĩnh viễn lên xương và sụn khớp tại vị trí bị đau. Phần lớn các cơn đau đầu tiên thường xuất hiện chủ yếu tại khớp ngón chân cái. Ở giai đoạn mạn tính, cơn đau sẽ xuất hiện ở nhiều khớp khác nhau như cổ chân, đầu gối, ngón tay, cổ tay. Nếu phát hiện sớm, bệnh gút điều trị sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn, không gây ra các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Để tránh việc bệnh gút chuyển sang mạn tính, người bệnh cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh, thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, vận động phù hợp và đặc biệt cần trang bị cho bản thân những kiến thức về bệnh gút, nguyên nhân hình thành để có thể chủ động phòng tránh. Và nếu phát hiện bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời để quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả và xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đỗ Chú Hoàng Hóa Dũng. Cảm ơn bác sĩ đã luôn ưu tiên và dành thời gian cho ekip thực hiện chương trình cho quý khán thính giả về rất nhiều nội dung, rất nhiều chủ đề. Và chủ đề ngày hôm nay thì chính là bệnh gút, nguy cơ, triệu chứng và phương pháp điều trị. Xin chào quý vị khán giả. Đúng là như Minh Ngọc nói thì cái chủ đề gút là cái chủ đề mà tôi có nghĩ là khá là phổ biến và gia đình nào cũng có thể có người bị gút, cũng như là cá nhân nào thì cũng có thể bị gút. Cho nên là chính vì thế mà tôi nghĩ là cái này là rất thiết thực. Không những cho quý vị mà ngay cả bản thân tôi cũng là một người mà cũng phải chú ý cái vấn đề bị gút. Vâng ạ. Kính thưa bác sĩ, thưa quý khán thính giả, như Ngọc tìm hiểu thì biết được là bệnh gút thì là cái căn bệnh mà do rối loạn chuyển hóa nhân purin trong thận, khiến cho thận thì không thể lọc được axit uric từ trong máu. Với người bị bệnh gút thì lượng axit uric trong máu được tích tụ qua thời gian, và khi cái nồng độ này quá cao, những tinh thể nhỏ của axit uric được hình thành tập trung lại ở khớp, gây viêm, gây sưng, đau đớn cho bệnh nhân. Và về những cái dấu hiệu hay là những cái đặc trưng của cái bệnh này như thế nào thì chúng tôi xin được kính nhờ bác sĩ chia sẻ giúp tới quý khán thính giả để quý khán thính giả nhận biết, nắm bắt được và để ý đến cơ thể của mình hơn. Như tôi nói thì sao là gia đình nào đồng quý vị nào cũng có thể cảnh giác với cái bệnh gút. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chọn lọc đối tượng nào có thể mắc bệnh gút, nguy cơ cao mắc bệnh gút, mà đối tượng nào thì ít nguy cơ hơn. Thế ở đây thì liên quan như mình học nói là bệnh rối loạn chuyển hóa. Thế thì đầu tiên cái đối tượng đó phải là yếu tố có rối loạn chuyển hóa đã. Thì rối loạn chuyển hóa ở đây nó gồm nhiều cái rối loạn lắm, trong đó có điển hình là cái đái tháo đường chẳng hạn, hay là rối loạn lipid máu, hay là tăng huyết áp, hay là béo phì. Những cái đó thì trong đó có rối loạn về axit uric. Khi mà nồng độ axit uric nó vượt qua ngưỡng bão hòa, thì khi vượt qua ngưỡng bão hòa nó gây ra lắng đọng tại đâu, viêm ở đâu thì bệnh gút ở đó. Chứ không phải bệnh gút là bệnh viêm khớp, không phải là mỗi đơn thuần chỉ viêm khớp, mà bệnh gút nó có thể lắng đọng vào lòng mạch, gây ra viêm lòng mạch, gây ra xơ vỡ mạch, hay là vào cơ tim, hay là vào những cái mạch máu, bệnh lý mạch vành, hay thậm chí là bệnh lắng đọng vào thận, gây ra bệnh thận trong gút. Vì vậy mà cái đối tượng rối loạn chuyển hóa là đối tượng nào mà có thể mắc bệnh gút? Thì ở đây thì thông thường là chúng ta thấy rằng là bệnh gút gặp ở nam giới. Nam giới tuổi trung niên, tức là cái tuổi 30-40 là cái tuổi khởi phát của bệnh gút có thể gặp. Bởi vì đối tượng đó là chúng ta bắt đầu có điều kiện. Chúng ta cũng cái lối sống ăn nhậu một chút và cũng có cái ít kiểm soát được các cái chất dinh dưỡng. Đâm mà là hơi bị nhiều, đầu vàng nạp nhiều dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa nhiều hơn đối tượng khác. Cái thứ hai là đối với nữ giới chẳng hạn, thì mà muốn bị gút thì thông thường ở cái tuổi nó phải sau mãn kinh. Chứ cái tuổi mà như chúng ta thì không phải gút, không có ở nữ giới. Đúng rồi, như Minh Ngọc là chắc là chưa. Phải là sau mãn kinh, bởi vì cái nữ giới có một cái ông trời ông ban cho một cái ưu ái, đó là có cái hormone sinh dục. Hormone sinh dục ở đây là estrogen chẳng hạn, thì cái estrogen nó ức chế cái quá trình gọi là kết tủa của tinh thể urat. Do đó mà khi phụ nữ còn estrogen, còn hormone sinh dục thì không bị cái tình trạng là lắng đọng tinh thể urat và urat để mà gây viêm khớp, để mà gây gút. Vì vậy mà sau khi mãn kinh thông thường là 5 năm, hoặc là nữ giới 70 tuổi thì cái tỷ lệ bị gút là nữ thậm chí còn cao hơn là nam. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và theo những đánh giá thì cái tỷ lệ mà mắc gút khoảng là 1 trên 200 người trưởng thành có phải không ạ? Cái tỷ lệ bệnh gút thì rất là phổ biến, gia đình nào cũng có thể có, nhất là những cái người gia đình mà có yếu tố chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa, những người đái đường, những người có tiền sử tăng huyết áp hoặc yếu tố gia đình ấy, thì cái tỷ lệ gia đình người ta bị gút cũng rất là nhiều. Thì cái tỷ lệ rất là nhiều và là một trong những bệnh khá phổ biến ở cái phòng khám cũng như là bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là khi gặp chúng ta xử trí cơn gút không tốt mà dẫn đến tình trạng biến chứng của thuốc cũng như là biến chứng của bệnh gút thì tỷ lệ nhập viện là hàng đầu trong cái bệnh nhóm bệnh lý về cơ xương khớp. Vâng, kính thưa bác sĩ, thế thì những cái dấu hiệu hay là những cái đặc trưng của cái căn bệnh này thì như thế nào ạ?
Cái dấu hiệu thì đầu tiên chúng ta là cái đối tượng nguy cơ. Thì nếu chúng ta tự thấy chúng ta thuộc ở đối tượng nguy cơ, ví dụ như rối loạn, người đó rối loạn chuyển hóa, người đó bị béo phì, người đó ở nam giới cái tuổi mà trung niên hoặc là nữ giới sau mãn kinh, thì đấy là đối tượng nguy cơ. Sau đó thì đến cái nguy cơ về lối sống, mà chúng ta thấy rằng là chúng ta ở những người mà uống rượu bia nhiều, hay là thói quen là ăn thịt nhiều trong đó, hay thịt đỏ, hay là ăn những cái nội tạng như lòng lợn tiết canh chẳng hạn, những đối tượng đó là nguy cơ cao. Thì khi những đối tượng nguy cơ cao thì có thể là người ta sẽ có tăng acid uric không triệu chứng trong một thời gian. Nhưng mà từ lúc không triệu chứng đó mà có biểu hiện gút thì thậm chí vài năm mới biểu hiện cơn gút. Thì cái cơn gút đầu tiên mà giúp chúng ta cảnh báo để phát hiện ra đó là biểu hiện của sưng, nóng, đỏ, đau của một cái vị trí nào đó, trong đó thông thường hay gặp ở vị trí ở khớp chi dưới, như là khớp bàn ngón một chân cái, khớp cổ chân, những cái vị trí đó thì với cái tính chất là sưng, nóng và đau cấp tính dữ dội trong vòng một ngày là khởi phát, bùng phát, và nó có thể khỏi trong vòng 1-2 tuần. Đấy, khi chúng ta có những cái biểu hiện như vậy thì chúng ta phải lưu ý cảnh giác, đó là chúng ta bị gút. Vâng, thế là gói gọn trong bốn cái chữ là cái triệu chứng đặc trưng, đó là sưng này, nóng này, đỏ này, đau, phải không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa bác sĩ, là có lẽ chúng ta đều thấy rằng những cái biến chứng do bệnh gút gây ra thì đó là chân tay biến dạng này, đau đớn này, nhưng mà đó đối với Minh Ngọc thì nó cũng chỉ là những cái cảm quan nhìn thấy thôi. Thế và nó còn rất nhiều những cái biến chứng nguy hiểm khác nữa, thì xin được nhờ bác sĩ chia sẻ. Bệnh gút thì thứ nhất là bệnh gút có dễ phát hiện không, thì tôi nghĩ là rất dễ phát hiện. Để mà phát hiện bệnh gút thì chúng ta phải có cái triệu chứng lâm sàng như vậy, để tránh tình trạng chúng ta là những người mà tăng acid uric không triệu chứng. Tức là ở đây chúng ta, cái quần thể chúng ta tăng không triệu chứng thậm chí là 10% trong dân số. Thế thì trong cái 10% đó tăng không triệu chứng, bởi vì cái ngưỡng của tăng acid uric, ví dụ như nam giới trên 420, nữ trên 360 micromol trên lít chẳng hạn, thì những người tăng đó mà không có triệu chứng thì không có nghĩa người ta bị gút. Và những người đó là nguy cơ, là những người mắc nguy cơ, và từ cái nguy cơ đó mà trở thành gút thì cái tinh thể urat nó phải lắng đọng và gây tổn thương tổ chức, thì cái đó mới gọi là gút. Thì khi bệnh nhân bị gút rồi ấy, tức là cơn lâm sàng mà tôi vừa mô tả ấy, thì nó sẽ tái diễn rất là nhiều lần. Khi mà chúng ta không kiểm soát được cái nồng độ acid uric mà cứ để tự do, mà chúng ta chỉ kiểm soát mỗi cơn đau không ấy, hết đau chúng ta lại ngừng lại không kiểm soát gì ấy, thì cứ tái đi tái lại như vậy, nó tích tụ vào đấy, nó gây ra biến dạng. Mà cái biến dạng đầu tiên chúng tôi hay gọi là hạt tô phi, tức là nó biến dạng cái khớp, nó gây ra một cái sùi ra. Thậm chí hạt tô phi nó không phải những khớp mà nó cả vành tai, thậm chí trên mũi hoặc dưới da bụng, tất cả đâu có lắng đọng đều có hạt tô phi. Và hạt tô phi có ngay cả trong thận của chúng ta, tạo thành sỏi thận và biến dạng cả thận. Thì đấy là những cái biến dạng do bệnh, những cái biến chứng do bệnh, do quá trình lắng đọng tinh thể urat. Và chúng ta nhớ một điều là cái bệnh gút nó không đơn thuần chỉ là ở viêm ở khớp, mà bản chất của nó là rối loạn chuyển hóa bên trong, tức là tăng nồng độ acid uric. Chính vì thế mà biến chứng của bệnh gút là sự quá nhiều nồng độ acid khắp nơi mọi chốn và lắng đọng ở rất nhiều nơi. Thì đấy là cái biến chứng của bệnh gút. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì còn một cái biến chứng nữa mà chúng tôi gặp thường xuyên trên lâm sàng, đó là biến chứng của quá trình dùng thuốc. Khi chúng ta chuẩn đoán bệnh gút mà điều trị không tốt, dùng thuốc không đúng, thì chúng ta một cái vế nữa là biến chứng của dùng thuốc, đó là thuốc giảm đau. Rất nhiều những biến chứng trong cái bệnh gút. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, như bác sĩ vừa mới chia sẻ, thế thì cái quan niệm trước đây cho rằng là gút là bệnh của nhà giàu và phụ nữ thì không bị mắc cái căn bệnh này thì không còn đúng nữa, phải không ạ? Bởi vì là trong thực tế thì tỷ lệ phụ nữ mắc cái bệnh này cũng khá là phổ biến, nhất là ở nhóm phụ nữ sau mãn kinh, như bác sĩ vừa mới chia sẻ. Và bên cạnh đó thì khi mà đời sống được nâng cao hơn với cái nguồn thực phẩm đa dạng cùng với lại chế độ ăn không lành mạnh ấy, thì đã khiến cho cái căn bệnh này ngày càng phổ biến và trẻ hóa. Chính vì vậy mà từ những cái quan tâm của quý khán thính giả thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được kính nhờ bác sĩ giúp chia sẻ những cái căn nguyên và những cái cách để làm sao mà chúng ta hạn chế những cái yếu tố, những cái nguy cơ gây bệnh. Xin được kính nhờ bác sĩ. Nói về căn nguyên thì đúng là hiện tại bệnh gút thì nó cũng không có căn nguyên và liên quan đến yếu tố di truyền, liên quan đến yếu tố chuyển hóa. Tức là không phải ai cũng có thể bị gút, nhưng cái người mà cơ địa có cái cơ địa rối loạn chuyển hóa thì sẽ dễ bị mắc bệnh gút. Nhưng mà cái cơ địa đó phải cộng với lại yếu tố gì, lối sống. Tức là chúng ta nếu cơ địa mà chúng ta lại kiểm soát tốt được cái chế độ ăn tốt, chúng ta vận động tốt, đốt năng lượng tốt, tức là cái cân bằng của cái quá trình năng lượng là người ta không bị rối loạn chuyển hóa thì người ta không bị hút. Nhưng cái cơ địa đó, cái người cơ địa đó đã có yếu tố rối loạn chuyển hóa rồi mà chúng ta lại có cái lối sống mà nạp năng lượng vào nhiều quá, trong đó chủ yếu là cái năng lượng mà đạm mà có nhân purin ấy, thì dẫn đến cái nồng độ acid uric cao như vậy thì sẽ nguy cơ hút rất là cao. Thế thì chúng ta như Minh Ngọc nói ấy, thì thực ra là thì khi mà đó thì chúng ta, khi mà căn nguyên là như vậy thì chúng ta có cái cơ địa rồi, chúng ta phải, mục tiêu là phải kiểm soát được cái nồng độ acid uric. Cho nên là cái chế độ ăn dinh dưỡng nó cũng khá là đóng góp quan trọng.
Ở đây những người đã có cơ địa rồi thì đương nhiên chế độ ăn phải chặt chẽ hơn so với những người mà người ta không có cơ địa rối loạn chuyển hóa. Dạ. Người ta ăn thoải mái hơn mà người ta không bị dư thừa cái chất trong trong máu. Người ta ăn thoải mái hơn, người ta không phải tập đến mức độ quá nhiều. Còn nếu chúng ta đã có cơ địa rối loạn chuyển hóa thì chúng ta ăn cũng bị hạn chế và thậm chí tập đầu ra, tức là yếu tố vận động phải tăng cường hơn rất nhiều so với người khác để chúng ta giữ được cái thăng lọc, tức là trong cái cơ thể chúng ta không bị những cái chất dư thừa, đặc biệt là axit uric. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, như vậy thì như bác sĩ chia sẻ thì đúng là bệnh gút thì có thể gây cho người bệnh những cái căng thẳng, đau đớn và thậm chí là mất ngủ. Thế nhưng mà gút thì cũng là một cái bệnh lành tính và có thể khống chế bằng thuốc cũng như là phòng ngừa những cái đợt cấp bằng cái việc mà chúng ta thay đổi, điều chỉnh cái chế độ ăn, phải không ạ? Và như vậy thì đúng là cũng như thế nói thì chúng ta không quá sợ bệnh gút. Nói từ nãy về rồi nhưng mà không quá sợ bởi vì chúng ta hoàn toàn kiểm soát được. Bệnh gút hoàn toàn kiểm soát được nếu chúng ta phát hiện sớm, mà chúng ta biết được cái mục tiêu điều trị của bệnh gút là phải kiểm soát nồng độ axit uric chứ không đơn thuần là thuốc giảm đau để cắt cơn viêm. Vì vậy mà nếu mà như vậy hoàn toàn chữa được, mà thậm chí còn còn dễ hơn, còn kiểm soát nhẹ nhàng hơn đối với những kiểm soát rối loạn chuyển hóa khác như đái tháo đường, tăng huyết áp. Chúng ta biết rằng đái tháo đường, tăng huyết áp chúng ta không bao giờ bỏ thuốc. Thì đối với bệnh gút chẳng hạn thì cái thuốc mà duy trì lâu dài đó chính là thuốc hạ axit uric. Thì như ví dụ như là allopurinol, ví dụ như là viên febuxostat chẳng hạn, những cái viên thuốc đó là viên để hạ axit uric, kiểm soát mục tiêu là bao nhiêu. Thì thông thường theo khuyến cáo thì mục tiêu vẫn là từ 320 đến 360 micromol trên lít chứ không phải cái con số 420 như trong cái hạn định mà chúng ta xem trên cái chỉ số tham khảo. Khi đạt được cái mục tiêu như vậy mà kiểm soát hạn định trong vòng 6 tháng trở lên, tức là không phải một lần duy nhất mà những 6 tháng kéo dài, thì gần như không có cơn gút khởi phát. Và chúng ta sẽ kiểm soát được tất cả những cái chỉ số. Thậm chí mà những người mà đã có biến chứng hạt tô phi rồi, nếu mà chúng ta dùng cái thuốc hạ axit uric như là febuxostat chẳng hạn mà kéo dài trong vòng 2 năm thì những hạt tô phi thậm chí nó còn lặn xuống và nó bay hết. Thì đấy là cũng thực tế là bằng chứng khoa học cho thấy là chúng ta kiểm soát mục tiêu thì thậm chí những bệnh nhân mà đã có biến chứng nó còn trở về bình thường. Vâng ạ. Đó. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ và thưa quý khán thính giả có nghe rõ không ạ? Tiến sĩ bác sĩ nội chú Hoàng Dũng vừa đã chia sẻ luôn về cái cách điều trị bệnh gút cho chúng ta rồi. Vâng ạ, thưa bác sĩ, trong cái quá trình mà điều trị cho những bệnh nhân mắc gút ấy ạ, thường chúng ta gặp phải những cái khó khăn như thế nào ạ? Cũng khá nhiều khó khăn. Thực ra thì chúng tôi vẫn phải cố gắng để giải thích cho bệnh nhân. Cái khó khăn lớn nhất đầu tiên là người bệnh, cái mong muốn của người bệnh là mong muốn hết cơn đau. Và người ta nghĩ rằng là hết cơn đau là hết gút. Thậm chí bản thân, có khi bản thân tôi cũng thế thôi. Nếu chúng tôi không phải làm chuyên ngành này thì khi hết đau tôi nghĩ rằng hết gút. Mà thậm chí tôi quên tôi không dùng thuốc nữa. Nhưng thực sự các quý vị thấy rằng là hết cơn đau chỉ là hết. Đấy là chúng tôi chỉ dùng thuốc chống viêm cho nó hết đau. Chứ còn cái nồng độ axit uric là một yếu tố nó khởi phát cơn đau tiếp theo. Nếu chúng ta không kiểm soát nó thì nó lại khởi phát lại cơn đau. Và cái khó khăn là hầu như bệnh nhân cùng một cái đơn thuốc về là bệnh nhân không duy trì cái đơn thuốc bằng cái thuốc hạ axit uric và hết cơn đau rồi bệnh nhân ngừng. Thậm chí không khám lại, thậm chí không kiểm soát lại nồng độ axit uric và như vậy thì nó chỉ kiểm soát được cắt cơn thôi. Và cái cắt cơn đấy mà nguy hiểm nữa, đó là cái khó khăn nữa, đó là chúng ta dùng cắt cơn bằng cái sản phẩm corticoid. Những cái thuốc giảm đau mạnh thì cái sản phẩm corticoid thì đương nhiên nó giảm đau rất mạnh, nhưng mà cái tác dụng phụ của chính cái thuốc đó lại làm tăng axit uric. Chứ nó không phải giảm đau thông thường hay là một cái thuốc chống viêm không steroid khác. Thì khi corticoid, tôi lấy ví dụ như Meron hay Breslon chẳng hạn, hay thậm chí là tiêm tĩnh mạch, Solu hay tất cả những cái sản phẩm đó, nó đều làm tăng cái nồng độ axit uric máu lên và nó chỉ giảm đau tạm thời cái lúc bấy giờ thôi, và cái nồng độ axit uric lại gây ra một cái cơn đau tiếp theo và nó tích tụ vào đấy gây ra biến dạng khớp. Đấy là cái khó khăn thứ nhất trong cái quá trình giải thích bệnh nhân. Cái khó khăn thứ hai trong cái điều trị gút đó là gì? Khi cái nhóm thuốc mà hạ axit uric, mà cái thuốc tôi nói là rất quan trọng trong cái mục tiêu ấy, như là febuxostat hay là một cái allopurinol chẳng hạn, thì cái thuốc đó lại có những đôi khi nó lại có tác dụng phụ là gây ra dị ứng. Tỷ lệ dị ứng của người Việt chúng ta đâu đó khoảng 5 đến 10%. Vì vậy mà trong đơn thuốc bao giờ chúng tôi cũng dặn là bệnh nhân nếu dị ứng là phải ngừng thuốc. Cái tỷ lệ dị ứng tương đối nhiều, mà dị ứng thậm chí là gây dị ứng nguy hiểm như là sốc hay là Stevens-Johnson hay tất cả những cái biểu dị ứng nặng, mà dị ứng khá là muộn, thậm chí là một tuần sau dùng thuốc thì mới dị ứng. Cái nhóm thuốc đó là cái nhóm thuốc dị ứng khá nhiều, đặc biệt là người Việt, người châu Á, thì đến một cái khó khăn nữa trong cái kiểm soát. Vì vậy mà cái vế thứ ba rất quan trọng, đó là cái chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt cho bệnh nhân thì rất an toàn và hiệu quả. Vâng ạ, kính thưa quý khán thính giả, xin được chân thành cảm ơn bác sĩ, bởi vì với ba cái khó khăn mà như bác sĩ của chúng tôi vừa mới chia sẻ đó ạ, cái khó khăn thứ nhất chính là cái sự kiên trì của người bệnh phải thấu hiểu được về cái căn bệnh của mình, không phải là cứ hết cơn đau là chúng ta hết bệnh, chúng ta phải duy trì cái thuốc để đảm bảo cái về từ chuyên ngành cái mục tiêu điều trị. Vâng ạ, và cái khó khăn thứ hai đó là cái tỷ lệ dị ứng.
Và cái thứ ba đó là chúng ta phải đảm bảo cân bằng được cái chế độ ăn cũng như là cái chế độ tập luyện thì sẽ là tốt hơn cả. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại như vậy và xin mong rằng là quý khán thính giả chúng ta nhớ kỹ ba cái điều đó để trong cái quá trình điều trị của chúng ta thu được cái hiệu quả cao nhất, giữ được sức khỏe tốt nhất cho mình. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ và chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là những cái câu hỏi mà quý khán thính giả đã gửi về chương trình từ rất lâu rồi, và ngày hôm nay thì chúng tôi tập hợp ở đây có cả những câu hỏi vừa mới gửi đến nữa, thì xin được kính nhờ bác sĩ giúp lần lượt chia sẻ, tư vấn giải đáp giúp cho các quý khán thính giả. Kính thưa bác sĩ, là có một cái câu hỏi rất nhiều người hỏi, đó là bệnh gút thì có di truyền không và bệnh này có lây không ạ? Người ta phân loại bệnh gút như thế nào? Có ba vấn đề thì đây chắc là một cái câu hỏi của một tác giả này, cũng có lẽ là tôi nghĩ là làm trong ngành y hoặc cái gì đó, thì bởi vì hỏi có ba vấn đề liền. Một là di truyền không, thì đây liên quan đến bệnh gút rối loạn chuyển hóa thì có di truyền, tức là yếu tố gia đình là có. Nhưng nó không mạnh, tức là bố bị gút thì thông thường con cũng có thể bị gút. Đó, và thông thường là nam giới. Thứ hai là cái gì nhỉ? Thứ hai là phân loại bệnh gút như thế nào? Bệnh gút có phân loại có những loại gút gì? Thì đây người ta gọi là gút nguyên phát và gút thứ phát. Thì đa phần là chúng ta là gút nguyên phát, tức là chúng ta ở cái tuổi trẻ chúng ta bị do rối loạn chuyển hóa thì gút nguyên phát, tức là cái yếu tố cơ địa của chúng ta bị rối loạn chuyển hóa. Còn loại thứ hai là gút thứ phát, thì thứ phát ở đây thì thông thường là bác sĩ chúng tôi sẽ phải khai thác, ví dụ như là bệnh nhân có một bệnh lý khác, ví dụ suy thận hay suy tim hay là ung thư hay tất cả những bệnh lý đó mà người ta phải dùng thuốc, hoặc là suy thận nó không lọc được cái axit uric ra thì bởi vì lý do suy thận mà gây ra bệnh gút thì đó là gút thứ phát, hoặc là bệnh nhân suy tim phải dùng lợi tiểu, cái thuốc đó gây ra một cái tình trạng tăng axit uric, hay là bị lao phải dùng thuốc lao thì những cái đó thuốc đó gây ra một tình trạng axit uric thì gọi là gút thứ phát. Thì những cái đó thông thường là chúng tôi cũng phải có thuốc đề phòng dự phòng trong cái gút, trong cái tình huống mà gút thứ phát như vậy. Cái thứ ba là gì nhỉ? Vâng ạ, thưa bác sĩ, là cái ý thứ ba đó là bệnh gút có lây không ạ? Đương nhiên là chúng ta biết rồi, thì bệnh gút không có lây, nó không phải bệnh truyền nhiễm, nó không phải bệnh nhiễm trùng chứ nó không lây mà. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và ba cái ý ở trong cái câu hỏi này thì không phải là từ một người mà chúng tôi có tích hợp lại nhiều cái ý kiến sau đó rồi là hợp chung vào cái câu hỏi đầu tiên như vậy. Thế còn có một cái câu hỏi cụ thể đến từ anh Duy. Anh Duy năm nay 45 tuổi. Anh Duy nói rằng là tôi đã từng bị sưng đau ngón chân cái bên phải một đợt cách đây 6 tháng. Cách đây 2 tuần thì tôi lại bị sưng đau ngón chân cái đó. Liệu tôi có phải bị gút không? Kính thưa bác sĩ. Anh ấy mô tả thì cái mô tả không, chúng tôi đã nghĩ đến gút rồi. Yeah. Bởi vì bản thân cái bệnh gút anh ấy mô tả điển hình của một cái cơn sưng nóng đỏ đau của một gút, mà lại vị trí địa vị rất đặc hiệu là ngón chân cái. Mà ở ông nam giới tầm này thì đó là cái biểu hiện mà nghĩ đến gút. Sau đó thì nó sẽ tự khỏi trong vòng 1-2 tuần, và một thời gian tiếp theo chúng ta không kiểm soát nồng độ axit uric tốt thì nó lại khởi phát lại chính vị trí đó, thậm chí vị trí khác. Thì đó là cái biểu hiện của gút rất là điển hình. Đó, và cái thời gian lúc đầu thì cơn đầu tiên, cơn thứ hai cách nhau là 6 tháng. Okay. Nhưng cơn thứ ba có thể cách nhau có 1 tháng thôi, cơn thứ tư là có 2 tuần thôi. Và dần dần bệnh nhân bị liên tục các cơn. Đấy, một cái cơn nó không điển hình như ban đầu nữa thì đấy là cái biểu hiện diễn biến bình thường của một cái cơn gút. Vì vậy mà như anh cũng phải đến khám bệnh để mình xét nghiệm đánh giá cái nồng độ axit uric cũng như là chức năng gan thận tổng thể. Sau đó thì bác sĩ thì ngoài cái thuốc cắt cơn cho mình hết đau thì bác sĩ phải cho một cái lộ trình để điều trị hạ axit uric, cụ thể là thuốc Feburic hoặc là allopurinol để chúng ta kiểm soát mục tiêu là phải axit uric phải dưới 320 và duy trì thuốc đó thường xuyên. Đó. Vâng, thế thì anh Duy nghe rõ không ạ? Để chúng ta không phải đến với cái cơn đau tiếp theo liên quan đến cái ngón chân cái của anh thì rất mong anh đến cơ sở y tế gần nhất có đầy đủ những cái trang thiết bị cũng như là những chuyên gia bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đánh giá cho anh, tư vấn cho anh về cái phác đồ điều trị về cái chứng đau ngón chân cái của anh. Tạm thời thì chúng ta cũng chưa khẳng định 100% nó là gút, nhưng mà anh lên đến với cơ sở y tế để được đánh giá, bởi vì với những cái triệu chứng mà sưng nóng đỏ đau như bác sĩ Dũng đã chia sẻ thì anh đã có đầy đủ cái triệu chứng đó rồi. Thưa bác sĩ, là có một cái câu hỏi nữa, đó là tôi thường xuyên bị mỏi các khớp, thế nhưng mà tôi chưa bao giờ bị sưng đau. Tôi đi khám làm xét nghiệm thì là axit uric trong máu là 500 micromol trên lít, như vậy thì có phải tôi bị bệnh gút không ạ? Không biết là bác là nam hay là nữ, tầm độ tuổi bác này, vâng ạ, thưa bác, anh là bác sĩ, bác này là nick thì sẽ là NT Lan, vâng ạ, 56 tuổi. Tức là nữ đúng không? Vâng, vâng ạ. Vâng ạ, với cái một người phụ nữ mà 56 tuổi, tức là tầm đấy cũng tầm mãn kinh, vâng. Mà đau mỏi các khớp, đau mỏi ở đây chúng ta phân biệt rất rõ, một cái cơn gút thông thường thì nó sẽ phải là bốn cái tính chất. Vâng.
Tức là viêm là phải sưng, nóng, đỏ, đau, khởi phát đột ngột và khỏi trong vòng 1-2 tuần. Tức là cái cơn gút cấp nó điển hình như vậy. Ở thường vị trí chi dưới thì mới là cái cơn gút. Còn ở đây bác là đau mỏi các khớp, nhức mỏi của cái người phụ nữ mãn kinh. Thì đấy, những cái điều đấy đau đấy là cái thông thường tôi nghĩ đến cái thoái hóa khớp nhiều hơn. Hoặc các viêm điểm bám gân mà không liên quan gút. Thế nhưng vì vậy mà cái lâm sàng thì không phải là gút. Nhưng tại sao cái nồng độ axit uric cao như vậy thì bác có phải gút không? Thì như tôi nói ban đầu ấy, tức là chẩn đoán gút nó không chỉ đơn thuần là dựa vào cái ăn nồng độ axit uric. Những người mà mang cái nồng độ axit uric cao đấy chỉ gọi là tăng axit không triệu chứng. Còn có bị gút không thì cái người đó phải có biểu hiện lâm sàng của sưng, nóng và đau của một cái khớp nào đó. Một cái vị trí nào đó thì mới ép xốp vào tiêu chuẩn thì mới gọi là gút. Nhưng với cái hơn 500 của bác là một nguy cơ cao. Ví dụ bác cái năm nay mới mãn kinh chẳng hạn thì 5 năm, 10 năm nữa có sau mãn kinh. Thì với cái người mà nồng độ cao như vậy thì có thể nguy cơ bác sẽ bị gút sau này. Như bác sĩ của chúng tôi chia sẻ thì dấu hiệu rất là dễ để chúng ta đánh giá bốn cái yếu tố, xin được nhắc lại, đó là sưng, nóng, đỏ, đau. Và của bác thì không có một trong bốn những cái yếu tố đó, nhưng mà cái nồng độ axit uric trong máu của bác thì khá là cao. Vâng ạ, rất là mong bác nhớ những cái tư vấn của bác sĩ của chúng tôi. Kính thưa bác sĩ, có một cái câu hỏi tiếp theo nữa, đó là tôi bị bệnh gút thì nên tránh những loại thức ăn nào? Câu hỏi này là rất nhiều người hỏi. Cái câu hỏi này thì thực ra đúng là chúng ta rất là dễ, bởi vì chúng ta vào Google chúng ta search. Sớt cái gì? Sớt đầu tiên là hàm lượng, làm lượng axit uric trên 100g thực phẩm. Đó, chúng ta sẽ thấy được ra cái danh mục của các cái thực phẩm mà chứa cái nồng độ axit uric gọi là nhân purin ấy, cao nhất từ thấp đến cao. Thì chúng ta sẽ thấy để chúng ta tránh. Mà chúng ta khẩu phần, xây vận khẩu phần cho gia đình chúng ta chẳng hạn, đặc biệt là các bà vợ thì chú ý những ông chồng mà có gút rồi ấy, thì chúng ta sớt sau cái sớt xong rồi chúng ta có ngay là những thứ gì. Thì cái đầu tiên mà hàm lượng axit uric cao nhất, nhân là nhân purin cao nhất, đó là cái đồ uống có bia. Đồ uống bia bởi vì lên men thì bao giờ là cái axit uric cũng là cao nhất. Cái tiếp theo đối với thực phẩm thì sẽ có là cái những cái ví dụ như là nội tạng, gan hoặc là ruột hoặc là thận, những cái nội tạng mà thói quen của người Việt chúng ta rất hay dùng gọi là lợn tiết canh ấy, thì là nồng độ axit uric cao đầu bảng. Xong tiếp theo thứ hai là cái nhóm thịt mà màu đỏ nhưng mà chúng ta phải đỏ tươi, tức là phải tươi chứ nếu ta nấu chín thì nó cũng bớt đi. Nhưng mà thay thói quen ta ăn dê tái, bê tái hay là những cái món tái thì những đấy là nó là tươi, và vì vậy những cái thịt màu đỏ như vậy là sẽ nhiều axit uric, kể cả cá ngừ. Thế còn những cái thứ mà thịt nó thiên về cái màu trắng như thịt gà, cá hoặc cái gì đó thì cái đấy hoàn toàn nồng độ axit uric thấp và cho phép, thì chúng ta vẫn phải ăn thịt. Thì những bệnh nhân gút có được ăn thịt không thì tôi hoàn toàn là bệnh nhân phải đủ cái khẩu phần dinh dưỡng, tức là phải có thịt thì mới đủ được dinh dưỡng, chứ chúng ta không tránh tình trạng là kiêng quá đà. Đó, thì những cái thịt trắng hoặc là trứng hoặc sữa hoặc cá chúng ta phải ăn được bình thường. Thì chúng ta hạn chế những cái thịt mà nó có nhiều nhân purin đó. Xin được cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, nếu như bình thường chính là như Minh Ngọc thì cũng chỉ có khuyên người thân của mình là hạn chế ăn những cái nội tạng động vật. Thế và thịt đỏ mẹ cứ nghĩ rằng là như thịt bò là không nên ăn một chút nào, nhưng mà như bác sĩ cũng vừa chia sẻ thì nếu mà nấu chín thì nó cũng sẽ đỡ đi rất nhiều, và chủ yếu là cái lượng chúng ta ăn bao nhiêu thôi ạ. Kính thưa bác sĩ, có bác năm nay là 68 tuổi, vâng ạ. Ở đây thì bác không nêu tên, kính thưa bác sĩ nói rằng là bệnh nhân nói rằng là tôi thì bị gút hơn 10 năm nay. Gần đây tôi đi khám thì phát hiện có nhiều sỏi nhỏ hai bên thận. Vậy thì sỏi thận và cái bệnh gút này của tôi có liên quan đến nhau không, kính thưa bác sĩ? Trả lời thứ nhất là nó có liên quan. Vì trong bệnh lý gút, chúng tôi nói rồi, ngoài cái lắng đọng tinh thể urat vào các vị trí khớp, cạnh khớp thì cái tỷ lệ lắng đọng vào thận rất là nhiều. Người ta gọi là bệnh thận trong gút. Thế thì thậm chí nó còn không có những bệnh nhân còn không biểu hiện khớp tí nào mà hoàn toàn biểu hiện thận mà vẫn gọi là gút, người gọi là hạt tô phi trong gút hay là bệnh thận trong gút, viêm thận kẽ hoặc sỏi thận trong gút. Thế nhưng tuy nhiên thực tế một điều là của bác cái cụ thể trường hợp này chẳng hạn thì có kết luận là gút, nó có từ trước cái thời điểm bị gút hay nó có sau cái thời điểm bị gút, và cái sỏi thận đấy, cái bản chất của sỏi uric, là sỏi có axit uric hay là sỏi oxalat của cái sỏi tình cờ mà người ta có hai cái bệnh thì không nói, nhưng dù gì thì đối với trường hợp này là cái trường hợp mà chúng ta phải rất lưu ý là hạ axit uric đặt mục tiêu để tránh suy thận. Bởi vì khi người ta đã vừa bệnh gút mà lại vừa có sỏi thận thì cái nguy cơ suy thận là rất cao và nguy cơ phải lọc máu. Thì vì vậy mà chúng ta phải kiểm soát mục tiêu axit uric tốt và đảm bảo cái mức lọc cầu thận cũng như là cái lượng nước tiểu rất tốt thì mới không bị suy thận cho bác này. Vâng, và kính thưa bác sĩ thì chúng tôi muốn nhắc lại một chút, bác ấy đã 68 tuổi, vâng ạ. Thì cái việc này càng phải cẩn trọng hơn nữa phải không ạ? Bác có nghe rõ được không ạ? Vâng, trong trường hợp mà bác còn thấy băn khoăn gì thì bác tiếp tục nhắn tin và chúng tôi sẽ kính nhờ bác sĩ Dũng sẽ chia sẻ thêm cho bác. Kính thưa bác sĩ, xin được nhờ bác sĩ giúp cho cái câu hỏi của bác ấy gửi đến là tôi được chẩn đoán bị gút 2 năm nay.
Thỉnh thoảng thì vẫn có đợt sưng đau khớp. Tôi đi khám định kỳ và được bác sĩ cho uống viên thuốc hạ axit uric máu hàng ngày. Khi nào thì tôi có thể ngừng được thuốc này hay là tôi phải uống thuốc suốt đời? Cái nội dung này là... đấy, đúng là bác này cũng rất là may mắn, bác ấy kiểm soát được bằng thuốc hạ axit uric. Tuy nhiên thì bác ấy vẫn thỉnh thoảng có những đợt cơn tái phát. Như vậy là cái nồng độ axit uric máu của bác ấy tôi nghĩ là chưa đạt mục tiêu. Và nếu đạt mục tiêu mà dưới 310 hằng định trên vòng vòng 6 tháng trở ra ấy, thì cái tần suất bị cái cơn gút nó rất là hiếm, nó rất là ít, nó vẫn có đâu đó khoảng 3-5%, nhưng nó không bị nhiều. Và cái cơn gút tái phát là rất là ít, rất là nhẹ nhàng thôi, chúng ta chỉ dùng một lượng thuốc nhỏ khi cắt cơn, ví dụ colchicine hoặc là Mobic hoặc cái gì, hay là Mirosicam, Celecoxib hay là Etoricoxib, những cái thuốc giảm đau chống viêm ấy, nó sẽ cắt được cho bác ấy thôi. Thế thì vì vậy mà bác cũng phải xem lại là cái mục tiêu axit uric bác được bao nhiêu, đạt được dưới 320 chưa. Nếu chưa đạt được thì bác sĩ chuyên khoa người ta sẽ tăng cái liều thuốc hạ axit uric lên, ví dụ viên allopurinol mà đang 300 thì có thể lên viên rưỡi, hoặc là feburic mà đang feburstat đang 40 mg một ngày có thể lên đến 80 hoặc thậm chí 120, để mục tiêu cuối cùng là kiểm soát được nồng độ axit dưới 320 và giữ được con số đấy thì gần như bác không bị. Thế còn khi mà đạt được mục tiêu rồi thì có được ngừng không? Thì ở đây chúng ta câu trả lời rất là dễ, bởi vì đây là bệnh rối loạn chuyển hóa. Cơ địa chúng ta sinh ra đã rối loạn chuyển hóa thì không bao giờ nó trở về bình thường. Vì vậy mà cũng giống như đái đường hay tăng huyết áp, các bệnh mãn tính khác thì các bác phải duy trì cái thuốc này gần như rất là kéo dài. Thì tuy nhiên nó không phải là cứ giữ cái nghịch nguyên cái liều đó. Nếu chúng ta đạt được mục tiêu trong vòng 6 tháng rồi thì chúng ta sẽ phải giảm nửa nửa cái liều. Ví dụ như là allopurinol đang 300 mg, chúng ta xuống là 150, hay là viên feburstat đang 80, chúng ta xuống là 40, cách ngày một viên và duy trì như vậy thì 3-6 tháng một lần chúng ta lại chỉnh lại. Vâng. Và như thế này thì trong trường hợp của bác hay là như nhiều người khác bị bệnh gút thì Minh Ngọc cũng nghĩ rằng là định kỳ chúng ta nên đi khám để được các bác sĩ đánh giá, tư vấn, đưa ra cái phác đồ điều trị phù hợp cho mỗi người. Chúng ta đừng tự dừng liều hay là tự đưa ra cái phác đồ điều trị cho mình dẫn tới bệnh nặng hơn. Vâng ạ, xin được có cái thông tin cảnh báo thêm tới toàn thể quý khán thính giả như vậy, bởi vì ngay từ đầu chương trình thì Minh Ngọc cũng đã nghe bác sĩ Dũng nói về cái khó khăn trong quá trình điều trị, mà cái khó khăn đầu tiên chính là cái sự kiên nhẫn của trong dùng thuốc của mỗi một người bệnh. Kính thưa bác sĩ, có một câu hỏi tiếp theo đến từ một quý khán thính giả là 40 tuổi, có tiền sử khỏe mạnh, chưa bao giờ bị sưng đau khớp, nhưng mà khi khám sức khỏe kiểm tra axit uric máu luôn cao trên 500 micromol trên lít. Như vậy thì có phải là tôi đã bị bệnh gút không và tôi có phải điều trị thuốc chưa? Cái này chúng ta đã trả lời rồi, tức là đồng chí này sẽ là một cái tình trạng tăng axit không triệu chứng. Thế nếu mà trong trường hợp mà có phải dùng thuốc không thì thông thường chúng tôi sẽ dựa vào các khuyến cáo. Trước đây những khuyến cáo trên thế giới cũng như ở Việt Nam ấy, thì trước năm 2016 trở về trước thì những người tăng axit uric là không triệu chứng ấy, thì chúng ta không dùng thuốc hạ axit uric và chúng ta chỉ kiểm soát gọi là cái lối sống. Thế nhưng đối với những gần đây thì bởi vì có những cái tình trạng là tăng axit uric cao quá thì nó âm thầm nó tổn thương thận, gọi là bệnh thận do hút, mặc dù lâm sàng không hề đau khớp, thì người ta vẫn sẽ có dùng thuốc ở một số đối tượng. Những đối tượng đó phải có yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như yếu tố là bố bị gút chẳng hạn, yếu tố gia đình, hoặc là nồng độ axit uric quá cao, hoặc có sỏi thận, hoặc là những cái yếu tố nguy cơ cao mà tác động thận nhiều, thì chúng tôi sẽ phải sử dụng cái thuốc hạ axit uric trong trường hợp đối tượng đó. Nhưng của bạn thì với con số đó thì tôi nghĩ là cũng chưa dùng thuốc. Và tuổi thì mà bác này có một câu hỏi như vậy, nhưng mà mới 40 tuổi thôi. Kính thưa bác sĩ ạ, để điều trị gút thì ngoài tuân thủ chế độ ăn thì còn có lưu ý gì về chế độ luyện tập nữa? Xin được nhờ bác sĩ chia sẻ, bởi vì cũng rất là nhiều người quan tâm đến việc này. Không phải mỗi bệnh gút phải luyện tập, mà tôi nghĩ rằng với bệnh cơ xương khớp nào thì cũng phải luyện tập. Bởi vì chúng ta thấy rằng đặc biệt là bệnh gút thì chúng ta lại càng phải tập luyện nhiều hơn. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái năng lượng cái chúng ta có được ấy, tức là từ chế độ ăn thức uống chẳng hạn, thì chúng ta luôn luôn giữ cái cân bằng năng lượng. Nếu chúng ta nạp vào nhiều quá mà chúng ta không đốt năng lượng, mà đang đốt năng lượng bằng cái sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là chúng ta với công việc của chúng ta ngồi một chỗ thì không thể đốt năng lượng đủ được, nó sẽ dư thừa. Vì vậy mà chúng ta phải luyện tập để sao đốt năng lượng ra, đốt năng lượng ra để cho nó giữ được, tiêu thải những cái thứ mà đang dư thừa, đặc trong nó có axit uric. Thì cái luyện tập ở đây ví dụ như là chúng ta không cần quá cầu kỳ, mà chúng ta có thể chạy bộ, đi bộ, hoặc là đi thảm, người ta gọi là cardio, hoặc là bất kể cái tập cái gì mà chúng ta đam mê, chúng ta thích, mà chúng ta phải có một cái động lực thì chúng ta sẽ tập. Cầu lông, tennis đều chúng ta được, thì tôi khuyên là chúng ta nên có một cái lựa chọn, chúng ta một cái thời gian trong ngày chúng ta vận động.
Vâng, xin được chân thành cảm ơn bác sĩ và kính thưa toàn thể quý khán thính giả. Từ nãy đến giờ thì tiến sĩ, bác sĩ nội trú Hoàng Văn Dũng của chúng tôi cũng đã chia sẻ được khá nhiều những cái thông tin về bệnh gút, nguy cơ, triệu chứng và phương pháp điều trị. Kính thưa quý khán thính giả, bởi vì tiến sĩ bác sĩ Dũng trước khi mà thực hiện vào chương trình thì đã có nói với chúng tôi là bác sĩ có một bệnh nhân hẹn chờ khám ngay sau chương trình rồi. Chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được tạm thời dừng cái nội dung chương trình ngày hôm nay ở đây. Và những câu hỏi mà các bác vừa mới gửi về đấy ạ, chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp và trong một cái thời gian phù hợp thì sẽ quay trở lại cái chủ đề này và chúng ta lại tiếp tục chia sẻ để ghi nhớ thêm những cái thông tin về bệnh lý và những cái phương pháp phòng tránh. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều và kính chúc bác sĩ vẫn một câu thôi ạ, là sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng đầy năng lượng để cống hiến đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh lý về cơ xương khớp. Cũng phải xin được thưa thật với quý khán thính giả là bác sĩ Dũng thì bận rất nhiều công việc, trong đó có cả những công việc giảng dạy, tham gia các cái hội đồng. Và những ngày bác sĩ Dũng đi công tác là những ngày mà phòng truyền thông chăm sóc của chủ khách hàng của chúng tôi, đơn vị phụ trách tổng đài của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, là thường xuyên phải tiếp nhận những cái câu hỏi của bệnh nhân gọi về hỏi rằng là khi nào thì bác sĩ Dũng khám. Vâng ạ, mọi người căn ke cái ngày giờ của bác sĩ và chúng tôi đặc biệt trân trọng. Khi ngày hôm kia chúng tôi vừa tiếp một bệnh nhân là người Ấn Độ, bác ấy đến đây là bác ấy nghĩ rằng là chúng tôi không giao tiếp được bằng tiếng Anh, ngay lập tức là bác ấy chìa cái dịch ở trong điện thoại ra và khẳng định là tôi là từ Hà Nội vừa mới về đến đây và xin được lên phòng khám của bác sĩ Dũng. Và điều này là điều mà chúng tôi vừa cảm thấy tự hào. Vâng ạ, và cũng rất là vui. Xin được chia sẻ thêm với quý khán thính giả. Vâng ạ, cũng xin chúc quý vị chúng ta thứ nhất là không mắc bệnh gút, không bị rối loạn chuyển hóa. Mà nếu có bệnh gút rồi tôi nghĩ cũng rất là quan và rất là dễ kiểm soát. Nếu chúng ta mà quan tâm, chú ý cũng như là làm tốt những cái điều thì chúng ta sẽ không có biến chứng và bệnh gút nó sung sống với chúng ta một cách rất hòa bình, cũng không có gì căng thẳng cả. Vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Xin chào quý vị khán giả. Cũng xin được thưa lại, nếu như mà chúng ta không may mà mắc bệnh gút hoặc là có những vấn đề về cơ xương khớp mà ở gần với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, hoặc là có điều kiện đi lại, phương tiện đi lại, chúng ta cứ đến với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Chúng tôi tin rằng là bác sĩ Dũng sẽ dành cho quý khán thính giả những cái phác đồ điều trị tốt nhất, chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của quý khán thính giả. Xin được cảm ơn và xin được hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.